với quy mô, tầm vóc và uy tín của một giải thưởng lớn mang tầm quốc gia đã được khẳng định trong suốt 10 năm qua. Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã thực sự trở thành một bệ phóng vững chắc cho các tài năng Việt, cho các doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Bước sang năm thứ 11, giải thưởng bước sang một chặng đường phát triển mới vững chãi hơn, tiếp tục thắp lên những ngọn lửa yêu khoa học, yêu công nghệ và tôn vinh những tài năng đích thực của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, y dược và môi trường. Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của giải thưởng tại địa chỉ http://nhentaidatviet.vnpt.vn hoặc địa chỉ http://vnmedia.vn và dân trí.com.vn. Dự kiến lễ trao giải sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới.